Xin chào, ta là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề. Bà bầu sử dụng nước mía như thế nào là an toàn, tốt cho sức khỏe? Nếu như bạn quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay thì Trang có 4 chủ đề nhỏ xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay ha, cũng như chúng ta tìm được câu trả lời là bà bầu uống nước mía vào thời điểm nào là tốt nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nào. Chủ đề đầu tiên, những giá trị dinh dưỡng của nước mía. Một cốc nước mía thì dường như rất gần gũi rồi, chúng ta dễ dàng mua được, hoặc là nhà chúng ta có máy ép thì bạn cũng hoàn toàn có thể ép cho gia đình thưởng thức. Thì nước mía chứa rất nhiều những cái dưỡng chất thiết yếu. Các thành phần chính có trong nước mía chủ yếu là canxi, đường saccharose, kẽm hoặc là chrome. Các vitamin như là vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6 và vitamin C. Ngoài những cái vitamin này ra thì nước mía cũng rất giàu những cái hợp chất chống oxy hóa như là phytonutrient, những cái chất xơ hòa tan và protein cần thiết khác. Thì đó là những thành phần dinh dưỡng điển hình có trong nước mía. Vậy ngày hôm nay khi mà chúng ta uống nước mía thì các bạn cũng biết mình đang bổ sung những cái chất nào vào bên trong cơ thể của mình. Và tất nhiên những dưỡng chất này là những dưỡng chất cơ bản thiết yếu được tìm thấy nhiều nhất trong nước mía. Chủ đề thứ hai, tại sao các bà bầu thường hay sử dụng nước mía? Thì đây là một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Đầu tiên, uống nước mía khi mang thai có an toàn hay không? Chúng ta phải hiểu được cái vấn đề này trước cái đã các bạn ha. Thì uống nước mía được coi là có lợi cho sức khỏe của phụ nữ mang thai. Nước mía chứa nhiều dưỡng chất như là magie, canxi, sắt, vitamin A, B1, B2, vitamin C, v.v. Thì các dưỡng chất này nó rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của sản phụ. Nhờ cho nên nước mía mới được coi là một trong những cái nguồn dinh dưỡng tự nhiên và được rất nhiều chị em phụ nữ khi mang thai đó lựa chọn để bổ sung những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Và tất nhiên bổ sung thì kèm theo chế độ ăn uống giàu dưỡng chất dành cho các bà mẹ khi đang mang thai, chứ không phải là nó thay thế tất cả các bạn ha. Thứ hai, lợi ích khi uống nước mía đối với bà bầu. Thì đầu tiên nó sẽ giảm đi cái tình trạng ốm nghén. Nghén là một trong những vấn đề rất là khó chịu đối với các chị em phụ nữ mang thai. Thì khi bạn pha nước mía cùng với một xíu nước gừng á, thì đây là một trong những cái giải pháp tự nhiên giảm đi cái cảm giác khó chịu ở dạ dày và họng, từ đó nó cũng cải thiện được tình trạng bị nghén. Giảm mệt mỏi. Nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn cần cung cấp năng lượng nhanh chóng, thì một ly nước mía có thể chứa một cái hàm lượng đường cần thiết và nó sẽ giúp cho bạn cân bằng lại năng lượng, bù nước, cung cấp thêm vitamin và chất khoáng cho cơ thể của chúng ta. Giảm đi tình trạng táo bón. Mang thai thì rất dễ bị táo bón các bạn ha. Thì trong nước mía nó có chứa nhiều kali, một trong những cái chất khoáng cần thiết cho cơ thể con người. Thì kali giúp điều tiết độ ẩm và pH trong ruột, và nó hỗ trợ quá trình trao đổi chất nữa, nó ngăn ngừa táo bón và giảm đi tình trạng khó tiêu. Tuy nhiên, nếu như bà bầu gặp phải tình trạng táo bón kéo dài thì cần phải đến gặp các chuyên gia y tế để kiểm tra và có hướng điều trị kịp thời các bạn ha. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Những cái chất chống oxy hóa có trong nước mía là một trong những cái chất bảo vệ những tế bào, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và chống lại những cái bệnh lý nhiễm trùng, cảm cúm hay là cảm lạnh khi mang thai. Thì nước mía cũng có thể giúp cho bạn duy trì nồng độ bilirubin và bảo vệ gan. Chống nhiễm trùng đường tiết niệu. Nhiễm trùng đường tiết niệu là một trong những cái vấn đề phổ biến khi mang thai và gây ra những triệu chứng đau rát khó chịu. Vì vậy khi bạn uống nước mía có thể giúp cho bạn chống lại nhiễm trùng đường tiết niệu trong thời kỳ này,
nhờ vào những cái khoáng chất cũng như là nó nhờ vào những cái chất chống oxy hóa có trong nước mía, ngăn ngừa chứ không phải là điều trị, cho nên các bạn cần lưu ý nhé. Chữa cảm lạnh thì như Trang cũng đã đề cập ở phía trên là nó tăng cường sức đề kháng, hạn chế cảm lạnh hay là viêm họng, thì việc bạn uống nước mía đó nó rất tốt cho cơ thể. Nếu như mang thai mà chúng ta uống những cái loại thuốc mà không có bác sĩ kê đơn thì nó rất dễ ảnh hưởng đến thai kỳ. Cho nên những cái giải pháp tự nhiên từ chế độ ăn uống mà cải thiện được sức khỏe thì rất là quan trọng bạn ha. Ngăn ngừa bệnh vàng da ở trẻ khi bé chào đời. Thì cái lượng bilirubin nó phù hợp để điều tiết gan của chúng ta hoạt động tốt hơn. Vì vậy nước mía uống hàng ngày nó sẽ giúp cho bạn kiểm soát được cái nồng độ bilirubin. Nhờ đó mà thai nhi sẽ giảm thiểu được những cái nguy cơ mắc bệnh vàng da khi mới chào đời. Tốt cho thai nhi. Nước mía là một trong những cái nguồn cung cấp chất đạm, acid folic cực kỳ có lợi cho sức khỏe của mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi. Acid folic là một trong những cái vitamin thuộc nhóm B, đặc biệt quan trọng đối với việc là giảm đi những cái khuyết tật bẩm sinh ở trẻ như là tật nứt đốt sống, khiến cho trẻ gặp vấn đề khó khăn trong học tập hay là các vấn đề ở đường ruột vân vân. Thì nó sẽ cung cấp vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nước mía là một trong những cái nguồn dưỡng chất dồi dào. Bởi vì bạn thấy rằng nó rất giàu những cái nguyên tố vi lượng như là sắt, magie, canxi, các vitamin như là vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, vitamin C. Ngoài ra thì nước mía còn có chất xơ hòa tan, những cái chất chống oxy hóa và những cái dưỡng chất thực vật khác. Tổng hợp lại tất cả những cái giá trị dinh dưỡng đó thì nó sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta thêm năng lượng, thêm dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của mẹ mang thai. Không phải chúng ta thấy Trang liệt kê những cái tác dụng tốt tuyệt vời như vậy mà chúng ta cứ uống nước mía mà quên đi cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày, thì điều đó cực kỳ sai lầm các bạn ha. Cho nên là chúng ta kết hợp trong một chế độ ăn uống tổng thể. Chủ đề thứ ba, cách sử dụng nước mía và thời điểm sử dụng tốt nhất cho bà bầu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là bà bầu từ tháng thứ mấy thì được bổ sung nước mía. Đây là vấn đề mà các chị em phụ nữ mang thai rất quan tâm khi muốn uống nước mía đây. 3 tháng đầu thai kỳ. Trong giai đoạn này, một phương pháp tốt nhất để chữa ốm nghén cho mẹ bầu là sử dụng 150ml nước mía, pha thêm 5ml nước cốt gừng và uống từ 2 đến 3 lần trên một tuần. Ngoài ra, mẹ bầu có thể uống 150ml nước mía và bổ sung những vitamin khoáng chất cần thiết. 3 tháng giữa của thai kỳ. Trong giai đoạn này, mẹ bầu nên hạn chế uống nước mía và chỉ nên uống từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để tránh tăng cao cái lượng đường và dẫn đến đái tháo đường thai kỳ. 3 tháng cuối của thai kỳ. Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cao của thai nhi trong giai đoạn cuối thai kỳ thì mẹ bầu có thể uống là 200ml nước mía trên một ngày và sử dụng 2 lần trên một tuần. Thì Trang đã hướng dẫn rất là cụ thể rồi các bạn ha. Chúng ta tuân thủ như vậy uống chứ đừng có uống quá nhiều. Và tốt nhất là đừng có uống nước mía có đá nhé. Thứ hai, thời điểm thích hợp để mẹ bầu sử dụng nước mía là thời điểm như thế nào? Có nghĩa là uống vào thời điểm nào là tốt nhất trong một ngày đó. Thì thời điểm bạn uống nước mía tốt nhất là sau bữa ăn từ 1 đến 2 giờ, để tối ưu hóa quá trình hấp thu các dưỡng chất của cơ thể. Tránh uống nước mía khi ăn vì đường trong mía có thể làm cho mẹ bầu cảm thấy no sớm hơn, dễ dẫn đến tình trạng biếng ăn. Vì vậy thai nhi sẽ bị mất chất dinh dưỡng hoặc là nó làm tăng cái lượng đường quá mức trong cơ thể của người mẹ mang thai thì cũng không tốt bạn nhé. Thì đó là thời điểm tốt nhất để bạn sử dụng nước mía. Chủ đề thứ tư, bà bầu cần lưu ý những gì khi sử dụng nước mía? Thì
sau đây Trang có một vài những cái lưu ý gửi đến tất cả các mẹ bầu mà muốn sử dụng nước mía thì cần lưu ý những cái vấn đề sau đây. Chỉ nên uống khoảng 100 đến 200 ml nước mía trên một ngày và một tuần thì chỉ nên uống từ 2 đến 3 lần. Nếu như mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ hoặc là rối loạn dung nạp đường á thì cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ các bạn ha trước khi chúng ta uống. Có nghĩa là khi bạn đi khám thai đó thì bạn trao đổi trực tiếp tới với bác sĩ của mình luôn. Chọn mua nước mía đảm bảo vệ sinh để tránh ngộ độc thực phẩm, tránh nhiễm trùng cho cơ thể. Mẹ nên uống nước mía ngay sau khi đã ép xong, không nên để quá lâu vì nó sẽ mất chất và mất đi hương vị ban đầu. Bảo quản không tốt thì nó lại nhiễm khuẩn nữa, cho nên là sức khỏe của mẹ bầu cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Hãy tránh cho nhiều đá vào nước mía trong thời kỳ mang thai vì mẹ bầu dễ nhạy cảm, lạnh bụng và dẫn đến khó tiêu. Nước mía thì có nhiều dưỡng chất có lợi ích cho sức khỏe như là canxi, magie, sắt và các vitamin. Nhưng mà mẹ cần bổ sung đa dạng những cái nhóm thực phẩm khác cho cơ thể của mình. Có nghĩa là nước mía sẽ là một phần trong chế độ ăn uống tổng thể đầy đủ các chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi cần thiết cho mẹ bầu. Trong khi đó mẹ bầu thì phải bổ sung thêm canxi cũng như là acid folic cũng như là sắt trong thời kỳ mang thai để tốt nhất cho sức khỏe của mẹ và bé. Thì những cái dưỡng chất mà bác sĩ chuyên khoa phụ sản đã kê cho mẹ bầu á thì chúng ta cứ tuân thủ mà sử dụng. Nước mía là một phần của chế độ ăn uống dinh dưỡng tổng thể, cho nên muốn có được một sức khỏe tốt thì chúng ta đòi hỏi phải có dinh dưỡng, nghỉ ngơi, luyện tập một cách thích hợp nữa các bạn nhé. Có nghĩa là để chăm sóc sức khỏe thai kỳ khỏe mạnh thì đòi hỏi mẹ phải đáp ứng về dinh dưỡng, nghỉ ngơi, khám sức khỏe thai kỳ định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ hoặc là tầm soát những cái vấn đề ở thai nhi để tốt nhất cho sức khỏe. Chúc cho các mẹ bầu có được một thai kỳ khỏe mạnh nhất. Và nếu như bạn thấy những kiến thức mà Trang chia sẻ ngày hôm nay thật sự có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.